chào các bạn đã đến với kênh Món Chay Mỗi Ngày. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái cách để làm cái dưa tỏi ngâm chua ngọt nha các bạn. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để mà làm cho cái tỏi của mình nó giòn, nó không có bị xanh trong khi mình ngâm, cũng như là nó sẽ trong nha. Trắng thì nó cũng không có được trắng cho lắm, nhưng mà nó sẽ rất là trong và nó sẽ rất là giòn nha. Thì đây là cái món mà dưa mà mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay nè. Nếu như các bạn cảm thấy thích thì có thể cùng vào bếp và thực hiện cái món ăn này cùng với mình ha, để mình có thể thêm được một cái món ăn cho cái ngày Tết cũng như là trong cái bữa cơm trong gia đình của mình nha. Để mình thực hiện được cái món tỏi ngâm chua ngọt thì mình chuẩn bị ở đây là 300g tỏi, 300ml giấm, 100g đường cát và 10g muối. Trong quá trình mình làm mình cũng chuẩn bị ít nước đá luôn nha các bạn. Sau khi mình sơ chế cái phần vỏ của cái phần tỏi á thì mình sử dụng cái phần nước đá đó nha. Rồi thì bây giờ cái tỏi này nè, để mình làm cho cái tỏi mà nó không có bị xanh ha, mà nó trắng, nó trong, nó nhìn nó ngon á, thì mình nên chọn cái tỏi của Việt Nam, mình chọn cái tỏi cho nó già ha. Mình đừng có mua cái tỏi của Trung Quốc, cái tỏi búp sen á, khi mình làm lên nó sẽ dễ bị dẻo, với lại nó dễ bị lên cái màu xanh, nó không có đẹp ha. Ở đây mình sử dụng cái tỏi này là tỏi Hà Nội á. Rồi để mình cái tỏi này mình dễ lột vỏ thì mình sẽ ngâm cái tỏi này với lại một ít nước nha các bạn, không có cần ngâm với muối nữa ha. Mình chỉ ngâm với nước lạnh, mình ngâm với nước lọc bình thường để cho cái vỏ của cái củ tỏi này nè, cái tép tỏi này nó sẽ bong ra, mình dễ tách cái vỏ ra thôi ha. Còn cái phần ngâm nước muối thì sau khi mình làm cái vỏ sạch cái vỏ thì mình mới ngâm nước với nước muối nha. Bây giờ mình chỉ ngâm với nước lọc bình thường ha. Ở đây mình cho nước vô mình ngâm tầm khoảng 1 tiếng nha, thì cái vỏ tỏi nó sẽ tróc ra, rồi lúc đó thì mình sẽ lột nó sẽ dễ hơn ha. Chứ bây giờ nó còn cứng lắm, mình lột lâu lắm. Rồi xong rồi bây giờ mình cứ để đây ha, khoảng 1 tiếng hồi sau thì mình sẽ quay lại mình lột vỏ tỏi nha. Rồi cái phần củ tỏi này thì mình cũng ngâm được hơn tiếng, cỡ 2 tiếng rồi các bạn. Thì bây giờ mình đem đi mình chắc bỏ cái nước này đi ha, để mình lột cái vỏ tỏi này nha các bạn. Rồi thì bây giờ cái vỏ tỏi, cái tỏi này mình chắc nước ra rồi ha, mình lột nha, mình cắt nó rất là dễ lột luôn nha. Nó rất là mềm mà mình rất là dễ lột. Có thời gian thì mình ngâm khoảng chừng 2 tiếng, hơn 2 tiếng gì đó thì mình lột nó sẽ rất là dễ nha. Nó không có làm mình bị cay mắt mình khi mình lột nữa. Nè các bạn thấy không? Rất là dễ lột ha. Bây giờ mình bóp cái vỏ tỏi nó rất là mềm. Rồi trong khi mình gọt thì cái củ nào nó bị hư thì mình cố gắng mình cắt bỏ đi nha, chứ để khi mình làm vô cái tỏi mình nhìn nó không có ngon. Cái phần tỏi này nè các bạn, mình lột xong rồi ha, mình rửa sạch. Rồi bây giờ mình ngâm với nước muối pha loãng ha. Mình cho vào đây khoảng nửa lít nước, mình cho vào trong cái nửa lít nước này 2 muỗng. Mình quậy lên. Bây giờ mình cho cái phần tỏi này vào mình ngâm trong vòng 8 tiếng ha. Mình ngâm cái tỏi này cho nó trong vòng 8 tiếng là có tác dụng là để cho cái tỏi mình nó được trắng nha các bạn. Trong ngâm 8 tiếng thì thường thì mình làm mình sẽ ngâm qua đêm đó ha. Thì rồi bây giờ mình để cái phần này ha, qua đêm rồi khi nào đủ 8 tiếng qua đêm rồi mình quay trở lại nha. Cái tỏi của mình đã ngâm được một đêm này ha các bạn. Bây giờ mình mang đi mình xả với nước lạnh. Mình xả khoảng chừng vài nước rồi mình tiếp tục mình mang đi mình luộc lên nha. Mình bắt cái nồi nước lên để mình luộc cái phần tỏi nha các bạn. Cái tỏi này mình chỉ trần qua nước sôi thôi, mình không có luộc cho nó chín nha các bạn. Mình cho vô là mình nhắc xuống liền ha, mình cho vô khoảng 1 phút là mình nhắc xuống nha. Mình luộc cho nó chín là khi mình ngâm là cái tỏi của mình nó sẽ bị mềm, nó sẽ bị hư ha. Còn mình chỉ trụng qua nước sôi thì được. Rồi nó vừa sôi trở lại là mình nhắc xuống liền nha. Mình cho vào một cái thao nước đá nha các bạn. Mình sẽ cho cái phần tỏi của mình vào cái thao nước đá như thế này ha, để cho cái tỏi của mình nó không có bị chín nha. Với lại nó từ cái trạng thái mà nóng chuyển sang lạnh á, dùng cái phương pháp sốc nhiệt á thì nó sẽ làm cái tỏi của mình sẽ giòn hơn ha. Rồi mình để đây chút xíu cho cái này nó lạnh lại, nó mát lại, cho ra cái gỗ mình để cho thật là ráo nha các bạn.
Rồi thì bây giờ cái phần giấm mà mình chia sẻ với các bạn ban đầu đó, thì bây giờ mình sẽ nấu nước chấm nha các bạn. Cái phần tỏi của mình á, nó ít thì mình sẽ nấu cái nước giấm cho nó ít, hay còn nếu mà cái phần tỏi mình nó nhiều thì mình nấu nhiều ha. Còn bây giờ cái phần tỏi của mình nó ít á, cho nên mình chỉ sử dụng 200ml nước giấm, thì mình sẽ chia cái lượng đường nhỏ ra nha các bạn. Thì bây giờ cái trong cái quá trình mình làm á, cái giấm thì mỗi một người mua cái giấm nó mỗi khác, hoặc là mình nuôi ở nhà nó mỗi cái vị chua nó mỗi khác, thì mình từ cái lượng đường mình chia sẻ cho các bạn đó, thì mình sẽ tùy chỉnh sao cho nó phù hợp thôi ha, tùy vào cái độ chua của giấm đó nha các bạn. Cái nước giấm của mình nó vừa sôi, nó sôi lên là được nha các bạn, nó tan đường tan muối là được nha. Rồi mình đem cho cái phần đường nó ngọt, cái nước giấm nó phải ngọt nhiều hơn mặn nha. Mình chỉ nóng cho đường với muối với lại nó tan ra rồi giấm nó nóng lên, để cho khi mình ngâm á là nó không có bị nổi ván lên trên mặt là được nha. Rồi bây giờ nó sôi về mình tắt lửa nha các bạn. Rồi bây giờ cái phần tỏi của mình á, mình rửa xong rồi ha, mình ngâm với nước đá xong, mình trần rồi ngâm với nước đá, rồi mình rửa với nước lạnh lại, rồi thì mình để đây cho cái tỏi mà nó thật là láo này nha các bạn. Nếu như có nắng thì các bạn đem ra phơi nắng cũng được, còn nếu không thì các bạn để cho nó thật là ráo rồi mình mới cho vào hũ để mà mình ngâm được nha. Thì cái hũ của mình ngâm cái tỏi này á, thì mình cũng phải làm cho nó thật sạch và thật ráo nha các bạn. Giấm thì mình phải để cho thật là nguội, thì những cái đó nó sẽ làm cho cái món mà tỏi ngâm của mình á, nó được ngon hơn ha. Rồi thì mình để đây cho nó thật là ráo, rồi mình sẽ quay trở lại nha. Rồi cái tỏi của mình á, mình để nó ráo nước nha các bạn. Bây giờ mình cho nó vào trong cái keo ha, để mình cho giấm vào mình ngâm nha. Cái keo của mình á, mà mình phải cho nó thật là khô ráo, không có dính cái chất bẩn hay là nước gì trong này nha các bạn. Thì mình làm cái món dưa mình nó mới không có bị hư nha. Rồi cái dưa của mình nó được một keo như thế này ha. Mình sẽ cho hết cái phần giấm này vào nha các bạn. Giấm của mình á, mình nấu rồi mình phải để nguội rồi mình mới cho vào đây được nha. Cái giấm mà mình phải cho ngập cái tỏi mới được nha các bạn. Lấy cái gì đó mình cho nó lên trên mặt, dặn nó xuống nha. Đây thì bây giờ cái phần tỏi của mình á, mình cho vào trong keo như thế này ha. Để ở ngoài tầm khoảng 3 ngày thì mình thử coi nó chua chưa. Nếu mà nó đã chua thì mình sẽ cho vào trong ngăn mát của tủ lạnh nha các bạn. Tại vì cái khi mình làm dưa á, cái độ chua của nó nhanh hay chậm á, nó còn tùy thuộc vào thứ nhất đó là cái giấm, thứ hai là cái nhiệt độ mình để cái keo dưa chua của mình nó ở chỗ mát hay là ở chỗ nó nóng. Thì nếu mà mình để ở chỗ mát thì cái độ lên men của nó rất là chậm, còn nếu như mà mình để ở chỗ cái thời tiết nó nóng, cái nhiệt độ phòng nó nóng á, thì nó sẽ nhanh lên men. Rồi cộng với cái phần mà giấm nữa, nước giấm của mình nếu mà nó chua quá thì nó sẽ rất là nhanh, còn nếu mà cái nước giấm của mình nó vừa thì nó tầm khoảng 3 đến 4 ngày thì cái dưa chua mình mới ăn được. Thì bây giờ cái dưa tỏi này mình cứ để đây ha, khoảng chừng 3 ngày, 2 ngày cho đến 3 ngày gì đó, mình kiểm tra một lần, nếu mà nó đã chua thì mình sẽ cho vào trong ngăn mát của tủ lạnh để mình ăn dần dần ha. Rồi thì bây giờ cái phần dưa tỏi ngâm chua ngọt của mình cũng đã được 5 ngày rồi ha các bạn. Thì bây giờ nó cũng đã như thế này, nó cũng đã trong và nó cũng vừa chua, mình có thử rồi thì nó cũng vừa chua. Thì để mình cho các bạn, để mình lấy ra cho các bạn xem nha. Rồi đây là cái phần tỏi của mình nè các bạn. Cái tỏi của mình á, nó không có còn cái mùi hăng nhiều nữa, và nó cũng đã trong lại rồi các bạn. Tuy là nó không có được trắng nhiều như mình dùng một số chất, như là mình dùng phèn chua hay là chanh gì hết á, mình làm rất là tự nhiên cho nên nó không có được trắng lắm, nhưng mà ăn nó rất là giòn nha. Các bạn nhìn cái dưa của mình nè, đây là cái dưa của mình nè các bạn. Nó trong, hai cái đầu nó trắng. Mình nghĩ là nếu các bạn để khoảng 10 ngày thì nó sẽ trắng hơn ha các bạn. Sau cái khoảng thời gian là 5 ngày thì cái dưa tỏi của mình nó cũng trong lại như thế này nha các bạn. Thì bây giờ thì mình cũng ăn được rồi, còn nếu mình muốn để cho nó trong và nó trắng hơn thì mình để tầm khoảng 10 ngày ha. Nó không có bị nổi bọt rồi nha các bạn, và nó cũng không có bị xanh ha. Cái tỏi của mình nó không có bị xanh nha. Nè các bạn có thể xem nè.
Đây thì mình đã chia sẻ với các bạn cái cách để làm cái dưa tỏi này nó trong và nó giòn ha. Thì cái video của mình đến đây thì mình xin kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha.